Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình trèo lên nóc nhà để mình review cái hiệu quả của cái chai xịt chống thấm Saki này. Mình đã một tháng trước là mình đã có video để mình nói về cách sử dụng đó, thì hôm nay là mình test thực tế là cái hiệu quả nó mang lại. Thì đây chúng ta thấy là các cái vị trí mà mình xịt đó là nó nằm giữa những cái mí tôn mà mình chồng lại với nhau nè, nó có những cái kẽ hở thì mình xịt vào, hoặc là khu vực này cũng vậy. Trước đây mình cũng đã test silicone rồi, tuy nhiên là một thời gian nó bị hở. Thì chúng ta dùng cái chai xịt này nó rất là hiệu quả, nó sẽ len lỏi vào những vị trí đó. Và trước khi mình xịt thì nó bị thấm ở cái bức tường này, và bây giờ mình xịt xong rồi nó không còn tình trạng thấm nữa. Đã trải qua 4 năm cơn mưa lớn rồi, mình đã kiểm chứng rồi, nó không còn thấm nữa. Và hôm nay mình quyết định là mình mua thêm một chai nữa để mình xịt vào những cái vị trí trọng yếu nữa. Có thể là những vị trí này ngày xưa mình bắt cái sắt này xuống, mình khoan những tắc cây bung thì nó bị hở, nước nó chảy vào đây rồi nó làm nó chảy theo cái đường ton này, rồi chỗ nào mà nó yếu thì nó sẽ bị xì. À, như thế là nó đã khắc phục được hoàn toàn rồi, nó không còn cái tình trạng nó bị thấm nữa. Cho nên hôm nay là mình review chúng ta xem, nếu chúng ta có nhu cầu chúng ta mua, chúng ta có liên hệ Lazada hoặc là Shopee đó. Chúng ta cứ tìm một cái chai xịt chống thấm thì tầm khoảng 60.000 một chai thôi. Đây, cái chai này mình mua ở trên Lazada 6 mấy nghìn tiền ship mà luôn, thì 7-80 gì đó, 720 ml. Nhưng thật ra là mình khi mình xịt đó, thì nó cái diện tích xịt nó rất là ít. Đây, chai 720 ml mà mình xịt từ đây nè, dài xuống như kia mình xịt qua có một lớp nữa, rồi vòng ngược lên tới đây mình có xịt đường ngang nè, đó có nhiêu đây mà đã hết cái chai 720 ml. Cho nên nếu mà chúng ta xử lý những cái vết nứt á, với cái kẽ hở đồ thì được, ok. Còn nếu chúng ta xử lý luôn cả một cái vách tường đó, thì mình nghĩ là nó rất là tốn kém. Tốt nhất là chúng ta nên xử lý các cái vị trí ở những cái máy lạnh nè. Đây, chúng ta khui ra rồi chúng ta chắc xi măng lại, nó bị hở, chúng ta xịt vào nó hiệu quả. Đây, mình mua thêm một chai để mình xịt vào những cái vị trí của cái máy lạnh mình xuyên vách tường, nó bị thấm, làm cho cái vách tường nó bị vàng đó, thì mình mua thêm một chai để mình xử lý. Và cái chai này vừa rồi mình cũng đã xịt thêm vào vị trí này nè. Chỗ này mình biết là nó chảy từ chỗ này, cho nên mình xịt nhiều vào. Rồi cộng với mình bây giờ mình sẽ lấy thêm một cái chai mũ nó mình trùng lên đó. Đấy. Rồi là cái vị trí đó đã được xử lý, nó không còn tình trạng thấm nữa đâu. Rồi mọi người, nếu mà chúng ta cần thì chúng ta cứ mua đi nha. Mình nghĩ rằng là cái hiệu quả nó rất là có, nó rất là tốt đó. Chúng ta cứ mua về chúng ta xử lý những cái vết nứt của nhà chúng ta. Đơn giản thôi, chúng ta sẽ xịt giống như xịt sơn thôi. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm video. Hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.